là mà phun nổ cho click 125 tại điểm chữa xe khách Honda click 125 nha anh em. Anh em nào chạy click 125 bị buộc ngồi hao xăng máy gần qua thì chữa xe khách ha. Khánh nhận làm phun nổ cho anh em. Đào hết gần máy rồi anh em. Còn đạt lít nha anh em. Này lọc gió này không có đủ tiền cho nên xin sơ qua bữa sau khách thay sau anh em ha. Thế là anh em cho thủ sớm tập sớm nha anh em. Anh em muốn mua hàng thì liên hệ số thoại 0389910535. Còn đạt lít 125 làm full nồi nha anh em, bao nhẹ xe ha.